người dân gọi bác sĩ, sư cô là ưu tiên của người nghèo. Nhưng nay thì những truyền thống tốt đẹp ấy đã tan biến. Nhiều và rất nhiều nhà sư điếm chất rõ rệt, nhận tiền cúng dường của Phật tử, không làm từ thiện giúp bá tánh mà tham ô vô độ, ăn xài phung phí quá đáng như sắm xe gần 3 tỷ bạc, xài điện thoại mấy chục triệu đồng, đồng hồ Rolex cả tỷ đồng một chiếc. Ăn trên ngồi trước, không bao giờ ngồi ăn chung với Phật tử. Các sàm sư mọi người đều biết, đây chỉ nêu ra ba vị tiêu biểu. Một là Thích Vũ Chánh, hiến kế dùng điện thoại kết nối với Phật tử để đến ngày sinh nhật hay là ngày tư ngày Tết liên lạc với Phật tử sẽ gửi tiền cho. Nhất là ông ta nói rơi rẽ mất hết nhân tính rằng đừng sợ mất uy tín, không cần uy tín đâu mà sợ mất. Hai là Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng, bày ra vụ quan gia trái chủ, bịa đặt rằng quan gia trái chủ đòi tiền có người vài chục triệu đồng, và vụ Xá Lợi thì tóc Phật thu vé người vào xem, báo chí nói rằng thu hàng 60 tỷ bạc tiền vé. Ba, đặc biệt là Thích Trân Quang đòi cúng dường tiền mệnh giá cao, cúng giá cúng cả nhà đất cho chùa, ra ngoài che trời mà ở, lãnh lương không đủ tiền thì mượn thêm cho đủ 10 triệu để cúng dường. Ông có tổng thể hàng ngàn tỷ đồng, gồm tài khoản hơn trong tài khoản hơn 500 tỷ, có cả ngân hàng Thụy Sĩ nhiều trăm tỷ, có dấu hiệu là rửa tiền. Bất động sản có 8 hectare đất, 2 căn biệt thự 600 mét vuông, 4 ô tô, 6 xe gắn máy, trong két có 2 tỷ 8, 185 lượng vàng, có cả visa Trung Quốc. Tự xin mình là yêu nước nhất mà đòi lý, mà nói Lý Thường Kiệt hỗn với Trung Quốc, xuyên tạc lịch sử, sử phỉ báng anh hùng dân tộc, ông ta trở thành là kẻ phản quốc. Ông còn dám thay đổi giới luật Phật, bỏ điều thứ ba không tà dâm để che lấp những tội tà dâm với hàng chục ni cô. Ông ta còn nói sổ sàng rằng phản bội với thầy là làm chó cũng không đáng, và thay vào đó là không phản bội với thầy, tức là phản bội với ông ta. Lừa thầy phản bạn là đồi bại về đạo đức. Ông ta là đệ tử của Thích Thanh Từ, do làm nhiều điều sai trái bị phạt, ông theo thầy Thích Thông Lạc, bỏ dứt tình dứt nghĩa với thầy cũ. Phật giáo thật sự bước vào thời kỳ suy vi toàn diện cực độ. Những đồi bại ấy là lỗ hổng cho thiên ma chen vào phá Phật giáo. Trước đây thiên ma đã phá, nhưng mà không phá được đúng với tôn giáo vì Phật giáo quá cao siêu. Sau cùng hắn nói thời mạt pháp, tôi sẽ cho con cháu của tôi cạo đầu, mặc áo cà sa phá đạo Phật. Các sàm tăng vừa nêu trên chính là lũ con cháu của Thiên Ma Vương. Kẻ hở của Phật giáo không chỉ ở những sàm tăng nói trên, mà đều hết sức hệ trọng là quá nhiều cái sai từ căn bản về giáo lý. Phật Thích Ca giác ngộ viên tịch đã 500 năm sau, thì Phật tử của Ngài mới biên soạn lại giáo lý nên bị sai sót nhiều. À, Phật giáo nói đời là khổ. Thái tử Tất Đạt Đa nói khi ra ngoài hoàng cung chứng kiến cảnh khổ của người già, bệnh, chết, chứ chưa hề nói đời khổ, mà Phật giáo suy diễn sai rằng đời là khổ. Đời do tạo hóa tạo ra, tạo hóa có tạo ra cái nỗi khổ cho người sư không? Không. Con người tự tạo khổ cho nhau, chứ tạo quá không tạo ra cái khổ. Và đến đời Thánh Đức, lãnh tụ với người dân như là người thân với nhau, hội long hoa hay đại đồng, vật chất như có sẵn trong tự nhiên, con người chỉ làm ngày 2-3 tiếng, còn lại thời gian là du lịch, vui chơi, giải trí, nhà không đóng cửa,
của rơi không ai lượm, người sống với nhau như anh em, đó là cảnh thiên đàng tại thế cho người vui sống, chứ không thể nói là đời khổ được. Nói đời khổ nên con người sinh ra chào đời bằng tiếng khóc, đó cũng là sai. Không phải khổ mới khóc, mà khóc là trạng thái tinh thần khi có việc đột ngột xảy đến, cả buồn lẫn vui, như người thân vắng xa lâu ngày gặp lại hoặc nhận được tin vui bất ngờ, người ta cũng khóc. Đứa bé khóc là do cái vía vất vơ vất vưởng, đau đớn thèm khát một cơ thể lâu ngày mà không được, nay đột nhiên có được phần hồn cùng gia trì vào và có một cơ ngơi đồ sộ, tức là cơ thể cảm xúc vui sướng ấy mà khóc, chứ không phải đau buồn mà khóc. Nói khi luôn rồi ăn cháo lú hay bát canh mạnh bà mà quên kiếp trước cũng sai, do đứa bé khóc quá mà quên cả kiếp trước, chứ không phải do ăn bát canh hay là cháo lú nào cả. Tiếng khóc còn là báo hiệu đứa bé của đứa bé là có tinh thần gia vào, lúc đó mới cắt đúng được. Ngoài ra có trường hợp đặc biệt, triệu người có một, sinh ra mà không khóc, ấy là các vị bề trên giáng xuống đã có ý thức trước, mẹ sinh ra là đã có tinh thần gia nhập vào một cách tự nhiên, người đó không, người đó còn nhớ tất cả những điều mà có đã thấy biết đã kiếp trước, chứ không bị quên. Lại còn có luận điệu rằng đầu thai và bào thai 9 tháng 10 ngày nằm trong bụng mẹ, uống khí dơ bẩn làm mất hết trí khôn, sinh ra ngu đần, khi sinh ra còn nhớ nhau thêm dơ bẩn. Luận điệu đó phản tự nhiên, thiếu hiểu biết về tạo hóa. Không phải vậy, ở trần gian mọi người đều từ trong bào thai mà ra. Các vị tổng thống, chủ tịch nước, đức giáo hoàng, các nhà khoa học, thạc sĩ, tiến sĩ, nhân dân đều ngu cả thôi. Bào thai trong bụng mẹ chỉ sống nhờ cái nhau gắn liền với cú rốn. Nhau là chất dinh dưỡng của người mẹ, chứ bào thai không có ăn uống hít thở hay là bài tiết nào cả. B. Nói đời khổ là do sinh lão bệnh tử. Không phải vậy. Chúng tôi nói sinh lão bệnh tử là cái phúc của nhân loại. Để xác định rõ điều đó, ta tìm hiểu xem trời là gì, người là gì. Trời là đấng tối cao về tinh thần, thần cai quản ở những cõi nhất định. Trời cao hơn chúng ta là do cái thần, chứ không phải hơn về thể xác. Người là trời bậc thấp nhất của vũ trụ. Ở trái đất, con người tinh thần cao nhất chỉ huy mọi vạn vật. Bởi đó mà mọi con vật như voi to, hổ mạnh nhất cũng phải phục tùng đối với con người. Sanh, được sanh ra làm trời một cõi là phúc, chứ không thể nói khổ. Lão, đời người có ba cái phúc là phúc thọ, phúc tụ, phúc lộc. Mỗi dòng tộc có người thọ mạng cao là cây đạo thụ, đại thụ là phúc, chứ không thể nói không thể chết hết mà phúc, chết hiểu cả mà phúc được. Bệnh, trước khi lìa đời có bệnh nhẹ nào đó, con cháu tề tụ, đứa lo bắt cháu, đứa lo viên thuốc để báo hiếu, nhất là gặp mặt con cháu, nói được những lời tâm huyết cuối cùng với chúng trước khi ra đi là cái phúc. Chớ bị tai nạn xe hoặc là nằm ngủ trên giường chết luôn trên thì không thể nói là có phúc. Tử, quy luật là có sanh mới có tử, có sanh có tử, có tử mới có sanh, mới có sự phát triển. Chớ từ tạo thiên lập địa ra con người ăn lông ở lỗ đến nay mà sống mãi cho đến nay thì sao có phúc được, làm sao có thể có cái sự tiến hóa. C. Từ sai lầm nói trên mà Phật giáo đề ra cách tu giải thoát vượt qua sanh lão bệnh tử, một sai lầm chí tử của Phật giáo. Kinh Diệt nói vạn vật qua bốn giai đoạn thành thịnh suy quỷ, như một năm có bốn mùa xuân hạ thu đông, ngày có sáng trưa chiều tối, sanh lão bệnh tử là bốn giai đoạn ấy. Tu phải theo luật trời chứ không thể chống lại luật trời. Thái tử Tất Đạt Đa đắc đạo và theo lời ngài nói, ta là Phật đắc đạo, mọi người là Phật sẽ đắc. Phật nói thế là để động viên mọi người tu luyện, còn cách tu thế nào để đắc còn là cả một vấn đề phức tạp không giản đơn.
Phật và người được sinh ra trong hai điều kiện với tinh thần, khí lực khác nhau. Con người tu không thể thành Phật hay lên thượng giới được. Phật giáo tu chỉ đơn giản là với cách là gõ mõ, tụng kinh, trì chú, ngồi thiền, nhập thất vân vân mà mới thành Phật là viễn vông. Thích Ca đắc đạo vào năm 504 trước công nguyên. Đến nay là 2608 năm mà các thầy tu có ai đắc đạo được đâu. Chỉ theo thầy hạnh đầu tu theo hạnh đầu đà, đầu trần chân đất, ăn ngày một bữa, ngủ ngồi nơi gốc cây, nghĩa địa vân vân, buông bỏ tất cả mới có thể. Người trần khó thể theo. Thích Ca Mâu Ni Phật là thiên thần trần, thiên thần trên thiên đình. Trong lúc trần gian mọi người đều u muội, làm nhiều điều tội lỗi, về trên phái ngài mang giáo lý xuống để dạy, từ đó trần gian mới có giáo lý. Ngài vừa thực hành tu để nhân loại theo mà tu luyện, sứ mệnh xong trở về trên, ngài không còn là thần mà chuyển sang là Phật đại diện cho chúng sinh. Hạnh đầu đà chỉ những chủng tử về trên xuống mới có thể, còn hiện nay chỉ minh tuệ là về trên xuống suốt 5-6 năm, đầu trần chân đất đi từ Bắc vào Nam, một vài người phàm đi theo bị chết chứ không thể đi tiếp. C. Nói đời là cõi tạm. Phật giáo nói đời là cõi tạm, không phải vậy. Tạo hóa tạo ra đời là cố định cho nhân loại chứ không thể gọi là cõi tạm. Nhân loại có sai sót thì cần sửa lại để cho cõi đời tốt đẹp. Triết học Mác Lênin mà trực tiếp là các Mác nói kiến thiết đại đồng, Vũ Sơn Kỳ Hương tạo đời thánh đức khai hội Long Hoa, cùng nói về cảnh vinh hoa tốt đẹp. Phật giáo tu để lên Niết Bàn, cùng các tôn giáo khác như Thiên Chúa giáo tu lên thiên đàng, Hồi giáo tu lên cõi thần, tất cả đều bỏ trái đất là trái lẽ của tạo hóa mà cũng không thể thành đạt. Cả ba tôn giáo lớn nhất đều kiến diện Phật giáo là chỉ hướng về Phật, phớt lơ trời thần. Thiên Chúa giáo hướng về Chúa Trời, phớt lờ Phật thần. Hồi giáo hướng về thánh thần, phớt lờ trời Phật. Trong khi cao đài vừa thờ biểu tượng con mắt thiên nhãn, vừa thờ Phật, thờ cha trời mẹ đất, Vũ Sơn Kỳ Hương thờ bức trần điều là tổng hợp. Hai tôn giáo này tu tại thế, cao đài tu thành tiên tại thế, Vũ Sơn Kỳ Hương tu cùng hai nhánh là tứ ân hiếu nghĩa và hòa hảo, tu để thành thánh tại thế mới có thể giúp đời. Nói xác thân chỉ là tạm thời, tinh thần mới vĩnh cửu cũng sai. Thể xác và tinh thần đều là do trời đất cha mẹ sinh ra. Theo kinh dịch, thể xác là âm, tinh thần là dương, có cả âm lẫn dương mới có biến hóa. Thể xác có cường tráng thì tinh thần mới minh mẫn. Bên cạnh việc tu dưỡng tinh thần, ý chí, đức độ cũng phải rèn luyện thể xác. Coi nhẹ thể xác là phủ nhận cái đức của trời đất và cha mẹ. Luận về nhân quả, Phật giáo nói về nghiệp và nhân quả là đúng, nhưng áp dụng thái quá và bài trừ việc tin vào số mệnh là khiếm khuyết. Mỗi con người sinh ra đều đặt cho cái tên để gọi, mọi quốc gia đều như vậy, mà theo tiếng nói và chữ viết của quốc gia mình. Trời không thể đặt tên chung nên cho mỗi người một con số niêm trên thiên đình gọi là số mệnh. Số mệnh đặt ra bởi hai yếu tố là cái nhân kiếp trước của mình và phước đức ông bà cha mẹ để lại, trong khi Phật giáo chỉ nói đến nhân quả, không đề cập phước đức của ông bà cha mẹ là thiếu. Về số mệnh thì môn tử vi dựa vào năm tháng ngày giờ sanh tính được mọi mặt đời sống con người từ sinh ra cho đến chết. Song song đó, tên người cũng mỗi quốc gia đặt, bề trên cũng ghi nhận dịch sang âm Hán Việt gọi là vận hội, còn gọi là thiên nhân cách, đưa vào số mệnh, gọi chung là vận số. Vận hội vô cùng quan trọng như trời mở dân chủ cho nhân loại vậy. Mà trước Thế chiến thứ hai, về kinh tế nước Nhật kém hầu hết các quốc gia Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ, Châu
sau thế đến kết thúc thế chiến, họ là bị hai quả bom nguyên tử tàn phá nặng nề, mà vận dụng thiên nhân cách trong vòng 10 năm họ vươn lên đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ. Tài liệu đó nước ta may mắn có được là vô cùng bước. Phật giáo chưa hề biết nên bài xích điều quan trọng ấy là sai lầm. Phật giáo bài xích xem số mạng là cái đầy đủ và tồn tại thực tế trên thiên đình, mà nhấn mạnh cái nhân kiếp trước là cái không còn tồn tại độc lập và cũng không thể truy tầm được. Đó là một sai lầm. Vì vậy, về nhân quả, chỉ cần xem xét tạo cái nhân trong thực tại để kết quả có được kết quả tốt đẹp trong tương lai, không nghiên cứu nhân kiếp trước vì cái đó không thể truy xét được. Môn tử vi đúng hoàn toàn với số mạng con người, nhưng lĩnh hội là rất khó, xem để nắm rõ cái phúc để chiêm nghiệm mà thôi, chứ không làm gì để mà quán cải. Mà khác, người thầy không thông thấu xem sai sẽ là không có lợi. Do đó chúng tôi không khuyến khích là xem toàn bộ tử vi, mà mỗi đứa trẻ sinh ra nên lấy lá số để xem sở trường sở đoản mà hướng nghiệp cho chúng là quan trọng. E cạo trọc đầu, thầy chùa Phật giáo cạo trọc đầu để làm gì? Chỉ để nhắc nhở mình đã xuất gia khác hơn mọi người một chút. Chỉ vậy mà Phật giáo làm cái việc cạo đầu trọc đầu của mọi người là không chính. Ngài Tất Đạt Đa nói cắt tóc cạo râu tu, chứ không hề nói cạo tóc. Thực tế Phật Thích Ca cũng không có cạo tóc. Con người nhận gì vào cơ thể, xài xong đều có chất thải ra, như ăn thì đi tiêu, uống thì đi tiểu, hít oxy vào thì nhả ra carbonic, nhận ánh sáng và điển vào để tạo nên tinh thần thì xài xong cũng thải ra cái thần thải ở nơi lỗ chân lông. Chỗ nào tinh thần hoạt động mạnh thì lông nhiều, tinh thần kết tinh ở não hoạt động mạnh nhất là đầu nhiều tóc. Cạo tóc làm giảm đi sự thải khí, đầu óc lẩn quẩn, làm cho tư duy quá hẹp, suy nghĩ không thông thấu mọi lẽ. Các nhà sư thuyết giải leo lẻo mà không thông thấu lý trời, lý đời. Nhiều vị giảng quá lộ liễu những điều sai quấy như Thích Chân Quang, Thích Trúc Thái Minh, Thích Nhật Từ, Thích Minh Đạo ở Đồng Tháp, Thích Minh Tánh ở Hoa Kỳ. Mọi nhà sư nhận cúng dường của bá tánh không từ thiện cho người nghèo, mà ăn trên ngồi trước gây nhiều phản cảm trong bá tánh. S. Tham lam vô độ, cộng đồng mạng gọi Thích Chân Quang là thích cúng dường. Cúng dường, cúng là cống, dân hiến, dường là giống như là. Cúng dường không phải là từ chính đính, không có trong bất cứ từ điển nào, chỉ là nói trại từ cung dưỡng, không có danh mà mượn danh để làm là phi lý. Cung dưỡng và cúng dường về hành động là giống nhau, là ở chỗ là trao và nhận, nhưng trao nhưng tráo ngược giữa hai đối tượng. Cung dưỡng là bề trên cung cấp nuôi dưỡng bên dưới, người cung cấp là bề trên, người nhận là con cháu là bên dưới. Minh Tuệ tu hạnh đầu đà, buông bỏ tất cả gia tài, chỉ có cái nồi cơm điện và chiếc áo tạo ra từ những mảnh vải người ta bỏ. Phải khất thực để nuôi thân, để tu luyện, là bên dưới nhận của bố thí, nên Minh Tuệ xưng con với mọi người là chính đính, và ngài chỉ nhận thực phẩm đủ cho một bữa ăn, không nhận dư. Cúng dường, cúng là bên dưới dâng lên trên, khuynh đảo giữa hai đối tượng. Các chư tăng thủ giai bề trên, người làm từ thiện là bên dưới, ngửa tay nhận của bố thí mà đóng vai trò bề trên là phi lý. Các sư tăng xưng thầy với mọi người là bất đáng, thậm chí kẻ 20-30 tuổi cũng xưng thầy với ông già 70-80 tuổi. Tu cho bản thân mà
mệnh danh là giúp đời, xưng thầy với thiên hạ là điên đảo mạo danh. Cúng dường là từ duy nhất Phật giáo dùng. Trong diện dụng đó thì Thích Chân Quang là nặng nề hơn cả. Ông nói cúng tiền mệnh giá thấp là suối quẩy, phải dùng tiền mệnh giá cao đưa cho trụ trì. Lãnh lương không đủ thì vay mượn thêm cho đủ 10 triệu để cúng dường. Cúng dường càng nhiều, phước báo càng cao, cúng cả nhà đất cho chùa, đi ra ngoài che cái chòi mà ở. Chùa đã xây đàng hoàng, có cơ ngơi hẳn hoi, lẽ ra phải tự tạo cuộc sống, nhưng vẫn nhận cúng dường là những cúng dường vô lệ đó, hoặc là vẫn đi khất thực là sai. Vì thế nhà nước cấm khất thực là đúng. Chỉ buông bỏ cả, chỉ còn nồi cơm điện, chiếc áo vải vụn kết lại như đi khất thực như là Thích Minh Độ là mới gọi là nhận gạo của bá tánh cúng dường, tấn này qua tấn nọ, người nghèo xin không cho mà thỉnh thoảng kêu xe tải đến bán cho heo ăn bởi gạo đã mốc. Cúng dường là từ duy nhất Phật giáo mượn danh. Cúng Phật mượn danh là cúng Phật, mà thực sự là cúng cho các tăng gom thu để làm giàu bất chính, cần phải chấm dứt việc sai trái ấy. Thờ cúng trời Phật và con người sinh ra và sống trong điều kiện khác nhau. Thức ăn của trời Phật không giống như ở trần gian. Do vậy, cúng trời Phật chỉ cần nước lã, bông hoa, không cúng thức ăn kể cả trà quả, bề trên không ăn những thức ăn ở trần gian. Sắp tới, chùa Thiền Thánh Thất sẽ biến thành nơi tham quan du lịch như ở Hàn Quốc, Nhật Bản, chứ không là nơi tu luyện nữa. Vậy, mọi người đều tu tại gia, không nên đắp cốt tượng để thờ là không tốt. Thờ ảnh thì hằng hà sa số Phật thần, không thể chọn riêng vị nào để thờ. Đạo Cao Đài thờ con mắt thiên nhãn là thâm thúy, bởi một trong những mục tiêu quan trọng căn bản của tu là mở huệ nhãn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Thờ mắt thiên nhãn mở con mắt thứ ba mà không tăng trí huệ là biểu tượng ấy có thiếu khiếm khuyết. Bủ Sơn Kỳ Hương thờ tấm trần điều cao hơn một bậc. Màu đỏ là năng lượng của mặt trời, năng lượng của vũ trụ, bao hàm cả hàm cả tinh thần, ý chí, nghị lực và đức độ cao sâu. Nhưng cũng có yếu điểm là chỉ có màu đỏ dương, không có âm. Phải có âm, có cả âm dương thì mới có biến hóa, do đó phải thêm màu vàng âm. Nên mỗi gia đình cần thờ tấm trần điều màu đỏ của Bửu Sơn Kỳ Hương, thêm chữ vạn màu vàng ở giữa, vừa đẹp vừa đơn giản mà là tốt trọn vẹn. Ngoài ra còn cần xác định mục tiêu tu luyện là để tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ và mở mang trí huệ, biến con người thành bậc cao hơn cho đối với kiếp hiện tại, thành thánh tại thế, góp phần đưa trái đất thành, biến trái đất thành thiên đàng tại thế. Chứ không thể tìm thiên đàng hay niết bàn ở đâu xa cả. Cách tu ấy căn bản vừa rèn luyện đạo đức vừa thiền, sẽ có dịp nói sao. Minh Tuệ Tường Lam xuất hiện. Thích Minh Tuệ khởi hành khất 6 năm trước chẳng ai để ý tới. Cùng lúc 2018 Tường Lam ra đời, đến 5 tuổi bé xuất hiện sớm hơn trên mạng. Tường Lam có thể xem là các chân công lý tạo ra sự xôn xao trên các trang mạng. Người người trong và ngoài nước đều quý trọng, nhiều cuộc tranh luận nảy lửa, làm lộ diện tất cả những ai tà chánh ma tăng bắt đầu lộ diện cho cuộc sàng lọc sắp tới. Đến khi lùm xùm vụ Thích Bửu Chánh hiến kế việc thu tiền của bá tánh, mọi người mới bắt đầu quan tâm đến Minh Tuệ và ngài nổi hẳn lên. Đến nay không những trong nước và cả quốc tế mến mộ, 3.000 tu sĩ Ấn Độ đến ý kiến Minh Tuệ, càng chứng tỏ vai trò của sư và nổi lên vị thế mới của đất nước ta.
sự thách thức lớn đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thích Minh Tuệ không nói hay làm chạm điều gì chạm đến ai, mà hạnh đầu đà và nhất là việc không nhận tiền của sư trở thành như là cái kính chiếu làm lung lay tận gốc, sụp đổ cả hệ thống sàm tăng phè phản trên đồng tiền cúng dường của Phật tử trong giáo hội Phật giáo Việt Nam. Có người nói Minh Tuệ bỏ nhà đi lang thang giúp ích được gì cho xứ sở quê hương. Ngài nói cố gắng tu cho thành đạt trở lại giúp gia đình và quê hương xứ sở. Nay tuy chưa thành công mỹ mãn mà người dân tập trung từ thiện cao độ cho người nghèo ở gia đình ở quê hương của Ngài. Từng đoàn xe ở miền Tây Nam Bộ chở hàng cứu trợ khoảng 2.000 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm cho người nghèo, đặc biệt mạnh thường quân ở Mỹ giúp Gia Lai 8.000 tấn gạo, càng chứng tỏ ý nghĩa cao sâu việc tu luyện của sư. Song song đó, Tường Lam với hạnh Bồ Tát kêu gọi mọi người ăn chay, tu luyện, làm điều từ thiện tận những vùng quê nghèo khổ, tạo nên phong trào và khí thế mới cho cuộc chiến biến hóa sắp tới. Minh Tuệ và Tường Lam có sự sống nhau, giống nhau là cùng là chủng tử của bề trên đưa xuống để giúp đời. Tường Lam kêu gọi ăn chay niệm Phật, hàng triệu người làm theo, nói làm từ thiện 1.000 ký gạo cho người nghèo. Mọi người hưởng ứng đến nay đã có hàng ngàn tấn gạo. Minh Tuệ không kêu gọi mà khi đến nghỉ nơi nào, nghỉ đêm nơi nào, sáng lại người ta giúp đỡ cho mọi mặt cho người dân ở xứ đó, nhất là như ở Gia Lai nói trên. Chiều sâu nội dung như nhau mà Tường Lam thể hiện bằng lời nói sâu sắc đầy thuyết phục, còn Minh Tuệ không nói mà tỏa ra bởi việc làm, cả hai đều tạo nên sự đồng cảm cùng theo của mọi người. Minh Tuệ và Tường Lam đều cùng từ bi hỷ xả. Người ta đánh, Minh Tuệ đứng im và chúc phúc cho họ. Tường Lam bị nói xấu. Có người hỏi, Tường Lam nói, con quan hỷ và thương họ. Hỏi vì sao? Vì là họ sưng si. Hỏi làm sao? Bé nói, hướng dẫn cho họ niệm Phật để bớt tánh sưng si. Có điều Minh Tuệ trì chú Đại Bi, thần chú của Bồ Tát giúp người đời tăng cường thần lực, trừ âm binh. Nhưng chú chỉ có tác dụng ở trần gian. Minh Tuệ trên thiên đình xuống chủ yếu là đánh thức tâm linh cho con người, cho nên không dùng thần chú ấy. Bởi vì trên thiên đình là không xài thần cái chú Đại Bi, còn Minh Tuệ trên xuống thì không cần cái Đại Bi đó. Không có ma tà nào ở trần gian này phá được, cho nên là Minh Tuệ không xài. Ngược lại, Tường Lam cũng là chủng tử của bề trên đưa xuống, nhưng cô bé có sứ mệnh hướng dẫn trần gian tu lệ, cần có chú Đại Bi để tạo sự an toàn, tiến triển về tâm linh cho mọi người. Đến năm qua, Tam giáo nguyên gồm ba tam giáo, ba tôn giáo là Cao Đài, Phật giáo, Bửu Sơn Kỳ Hương. Trong đó, Phật giáo có lực lượng đông từ bi là quần chúng. Còn lãnh đạo để mà kết tinh nên cái cuộc Long Hoa là Cao Đài và Vũ Sơn Kỳ Hương. May mắn là đất nước ta được bề trên chọn làm tiên phong cho cuộc chuyển hóa. Điều căn bản ấy là: một là dân tộc ta đã từng có 3 lần thắng quân Nguyên Mông, cứu nhân loại khỏi ách xâm lăng của chúng, và thời cận đại thắng cả 2 đế quốc to là Pháp và Mỹ, đưa nhân loại khỏi ách nô lệ và thắng quân bành trướng xâm lược của Trung Quốc. Hai là nước ta, mà cụ thể là lòng đất ở miền Tây Nam Bộ, là gốc sinh khí cho nhân loại. Cây hút carbonic vào lòng đất, phản ứng chuyển thành oxy, cung cấp cho hoàn cầu bầu sinh khí ấy là ở miền Tây Nam Bộ, cụ thể là ở tỉnh Tiền Giang. Khí oxy mới tái tạo đó chủ yếu chuyển sang Đại Tây Dương ngoài khơi Cuba, phun lên cung cấp cho khí quyển trên đường dẫn khí từ Tây Nam Bộ sang đến Tây, đến
Tây Âu trên đường dẫn khí từ Tây Nam Bộ sang Đại Tây Dương tạo thành sóng lương từ miền Tây Nam Bộ sang Campuchia, Thái Lan, Singapore, Bắc Ấn Độ, Afghanistan, Ukraine, Đức, nhân dân. Cây cỏ cùng xanh tốt quanh năm qua đến tại Đại Tây Dương. Trong khi những nơi khác ngoài sóng lương đó, cây đất khí quyển là chia thành bốn mùa rõ rệt. Mùa thu là cây vàng lá, rụng đá trơ cành, cuộc sống là bị thiếu khuyết một cách nghiêm trọng. Hiện tượng đó còn tạo nên hai quốc gia duy nhất đánh thắng Mỹ là ở Á Đông có nước Việt, phương Tây có Cuba, cũng tạo nên hai nước có tình hữu nghị quốc tế đậm đà nhất trên hành tinh. Những điều nói trên chính là nền tảng cho trận đánh mang cho nước ta vai trò tiên phong dẫn dắt nhân loại tiến hóa đi lên trong cơ sắp tới. Minh Tuệ Trường Lam xuất hiện ở nước ta chính là tạo trong cái điều kiện đó. Và có nhúng mới nhảy, bên cạnh những biến động về giáo phái, hạ tầng cơ sở ảnh hưởng đến cộng đồng dân sinh của xã hội, thì ở thượng tầng chính trị, cấp lãnh đạo cũng đã có những biến. Một năm mấy tháng mà năm vị cán bộ cao cấp mất tích cũng chính là dấu hiệu của nhúng để nhảy của hệ thống chính trị quốc gia, mà theo đó thì sẽ có vị thánh chúa xuất hiện. Đạo diễn kết hợp cùng ban lãnh đạo quốc gia sẽ tạo nên sự chuyển hóa thần kỳ không chỉ cho đất nước, dân tộc ta mà còn cho toàn bộ cõi nhân sinh, tạo đời thánh đức khai hội long hoa cho nhân loại, cũng là kiến thiết nền đại đồng, một thời kỳ mới vàng son tốt đẹp cho xứ sở và nhân loại sắp mở ra. Nam mô Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Thần Hoàng. Nam mô chư tiên, chư thánh, chư thần, chư Phật, chư Bồ Tát.